sơn Việt Nam, trong cung đường Việt Nam, tung bay biển đông theo trang xuống bao nghìn năm. Từ thuở trang âm đi rừng cờ, từ thuở trong sông đi bờ cờ, tung trong nguyên thi trao cờ bài Việt. Con dòng Việt Nam đã đi qua bao cuộc chiến tranh. Sương trao trọng chiến thắng ngày xưa, thì thống năm xưa ơi tự hào, dâng máu tim dân cùng chào. Một đi sông đuối xin dọn lòng người Việt Nam. Dòng bay từ Bắc vào Nam, dòng bay bay xa biển lâu, cho hôm nay bay quê ta rộn ra. Câu hát ngã tiếng em một làng, tay nắm tay, vai sát vai, cùng hát lên bài hát quê hương. Dòng bay từ mãi bình xưa, buồn trong lòng người xa xưa. Em như quê hương thêm yêu lời dẫn, dòng máu trong tim đưa ta về nguồn, cùng bay theo.
bạn yêu, hãy về thăm dù mới đã bằng chân. Đồng tiền ơi bao năm về sân, quê dân chân sống như đồng một người. Đây thì xưa đây thần mân đông, trên trời xanh xanh màu đất mơ. Quay đồng xưa đây chiều con tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như sau, đơn ca Con Rồng Việt Nam sáng tác của Viên Nhật Tảo biểu diễn tiếng mình và phần chống hội của nhóm Lâm Sư Rồng Quý Anh Đường và Tứ Năng Cung Hỷ của nhóm Lâm Sư Rồng Quý Anh Đường và sắp ca bài Bạc Liêu Bên Tôi sáng tác Hoàng Vũ do tiếng mình và Kim Tân biểu diễn và cuối cùng là bài Ca Múa Một Vòng Việt Nam sáng tác Đồng Thiên Đức biểu diễn bài hát Tạm Nguyện Như Ý. Và chương trình văn nghệ cũng đã chính thức mở đầu trong buổi lễ hôm nay. Trước tiên, thay lời ban trị sự, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khách quý hôm nay đã đến tham dự lễ Thánh Đản Thành Hoàng kỷ niệm 130 năm thành lập chùa và lễ Thánh Thành trùng tu Thành Hoàng Cổ Miếu chùa Vĩnh Triều Vinh Bạc Liêu. Thay mặt ban trị sự gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Vâng, kính thưa quý vị, Thành Hoàng Cổ Miếu chùa Vĩnh Triều Minh hay còn gọi là chùa Minh là do người Minh Hương xây dựng và thờ phụng đến nay đã hơn 100 năm. Chính điện thờ Thành Hoàng hay gọi là Thành Thần Hoàng là vị chủ trông coi tòa thành và bảo vệ hào, được gọi là hộ quốc tùy dân, tức là hộ nước giúp dân. Thần Hoàng luôn được xem là vị thần linh thiêng thường xuyên che chở cho xóm làng và cứu giúp người dân. Việc thờ Thần Hoàng là để bày tỏ sự biết ơn, lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân và cầu mong Thần Hoàng che chở, bảo trợ cho cuộc sống. Thần Hoàng Cổ Miếu giúp chùa Vĩnh Triều Minh Bạc Liêu được các nghệ nhân xưa chạm chỗ tạo nét kiến trúc độc đáo, dù trải qua hơn 100 năm nhưng vẫn lưu lại nét văn hóa mang ý nghĩa quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt. Và năm 2000 vừa rồi, Thành Hoàng Cổ Miếu chùa Vĩnh Triều Minh Bạc Liêu đã được công nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là di tích lịch sử quốc gia. Nhân dịp ngày lễ Thánh Đản Thành Hoàng cũng là ngày cổ miếu tròn 130 năm thành lập, mừng lễ trung tu cổ miếu hôm nay được hoàn thành tốt đẹp. Chính vì vậy, ban trị sự long trọng tổ chức buổi lễ mừng Thánh Đản Thành Hoàng kỷ niệm 130 năm thành lập chùa và Thánh Thành trung tu cổ miếu.
đến tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị lãnh đạo là đại diện các cơ quan ban ngành các cấp tỉnh, thành phố, địa phương, đại diện các hội từ thiện, đình chùa miếu, kiến họ tôn thân trong và ngoài tỉnh cùng bà con gần xa đến đây dâng hương và tham dự buổi lễ. Xin dành một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chào đón tất cả quý vị trong buổi lễ hôm nay. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Văn Hứa, tức là ông Tôn Lưới, là hội trưởng Thanh Hoàng Cổ Miếu chùa Vĩnh Trường bên Bạc Liêu sẽ lên sân khấu phát biểu khai mạc cho buổi lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Tôi xin phát biểu đại lễ kỳ yên của mình. Kính thưa chính quyền các cấp, quý vị khách quý cùng các mạnh thường quân, hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 5 năm Giáp Thìn là đại lễ kỳ yên của Thành Hoàng Cổ Miếu tức Vĩnh Triều Minh hay Triều Minh. Chúng tôi có mặt cùng quý quan khách để kỷ niệm 130 năm ngày thành lập chùa, cũng như mừng ngày lễ khánh thành trùng tu chùa Minh của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa quý quan khách, chùa Vĩnh Triều Minh nằm trên đường Điện Biên Phủ thuộc địa phận phường 3 thành phố Bạc Liêu, được xây dựng năm Ất Sửu năm 1865. Đây là nơi thờ phụng các bậc tiền hiền đã có công khai phá và mở mang vùng đất này từ nhiều thế kỷ trước. Tuy không phải là nơi thờ Phật, nhưng trước đây người dân quen gọi là chùa Vĩnh Hương, do người Vĩnh Hương thành lập. Về sau, người dân địa phương gọi là chùa Minh và hiện tên gọi chính thức là Hoàng Thành Thành Hoàng Cổ Miếu Vĩnh Chùa Minh. Nguồn gốc thờ Thành Hoàng cũng là từ người Minh Hương thừa kế tín ngưỡng Thành Hoàng ở Trung Quốc. Hàng năm chùa đều tổ chức lễ kỳ yên để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cúng rằm tháng 7 và phát gạo từ thiện. Chùa xây mặt về hướng sông Bạc Liêu, cửa chính vào chùa được lắp ghép từ những cột đá xanh với hình ảnh rồng hạt mây, được chạm khắc rất công phu và tinh xảo. Toàn bộ kiến trúc chùa xây dựng theo hình chữ quốc, một mô hình kiến trúc cung đình thời Minh. Mái hiên được lợp bằng mái ngói âm dương ba lớp. Các góc mái đều được chạm khắc hình các vị tiên cây cảnh thú sinh động cùng hoa văn hình sống uốn lượn. Thành Hoàng Cổ Miếu Vĩnh Chùa Minh vốn là một di sản vô giá, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người Hoa ở Bạc Liêu, cần được bảo tồn và phát huy. Chùa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001. Mới đây Sở đã cùng Ban trị sự và các mạnh thường quân thành công chùa tu sửa chữa chùa với mục đích giúp giữ nguyên hiện trạng kiến trúc ban đầu. Tôi cùng tập thể ban trị sự chùa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại biểu cùng quý quan khách đã dành thời gian quý báu đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Kính chúc quý quan khách một năm an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, công việc thanh thông. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu chân tình của ông Hứa, ông Văn Hứa, đó là tên thường gọi là Tôn Lưới. Kính thưa quý vị, mặc dù thì hôm nay bộ miếu cũng đã được trùng tu tốt đẹp, nhưng tất cả quý vị cũng biết đây là ban trị sự là toàn là tự phát, nên tất cả là ban trị sự của chúng tôi đều góp công góp sức, nên ủng hộ chúng tôi không có quỹ, không có gì hết, ngoài là
phát tâm của tự mỗi người, đặc biệt là vật liệu xây dựng dân hiền. Cũng mong rằng tất cả vị khách ở đây chúng ta đều gọi là tương thân tương ái, tất nhiên là chúng ta đều là người Hoa Bạc Liêu, thì mong rằng với những cái nét văn hóa mà Bạc Liêu chúng ta có được là một truyền thống quý báu. Như vậy thì chúng ta mỗi người chia sẻ một ít, chúng ta sẽ góp cho nền văn hóa Bạc Liêu một ngày phát triển tốt đẹp. Thay lời ban trị sự, chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn tấm chân tình của tất cả quý vị khách quý cũng như đại diện, đặc biệt là quý lãnh đạo ở các cơ quan ban ngành cấp cấp tỉnh, thành phố, địa phương đã hỗ trợ cho tổ miếu để được hoàn thành tốt đẹp. Mong rằng trong buổi lễ hôm nay có điều chi thiếu sót, tất cả quý vị chúng ta cũng vui vẻ mà bỏ qua để chúng ta cùng góp cho ngày lễ thêm phần ý nghĩa. Còn mà bây giờ thì thái lời ban trị sự cũng cảm ơn những lãng hoa từ phía các cơ quan cũng như doanh nghiệp đã gửi đến chúc mừng cho buổi lễ hôm nay. Sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả ban trị sự của bộ miếu chúng ta hãy lên sân khấu để cho bà con cũng như quý vị khách quý đây được biết thành phần ban trị sự của chúng ta, và cũng để chúc mừng cho hôm nay ngày lễ được tốt đẹp. Như vậy một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các thành viên ban trị sự của bộ miếu Thanh Quang, gọi là chùa Vĩnh Trường Minh hay còn là chùa Minh Bạc Liêu. Chúng ta hãy tiến lên sân khấu để một là chúng ta trước là ra mắt quý vị khách quý, sau là chúng ta sẽ cùng mời tất cả vị nâng ly lên để chúng ta chúc mừng cho ngày hôm nay buổi lễ được tốt đẹp và phần trùng tu cũng đã được khang trang. Đặc biệt là những năm gần đây quý vị thấy tất cả các chùa đình miếu đều có những ban trị sự mới và những gương mặt đã làm nên cho tất cả chùa đình miếu của chúng ta được khang trang là những thành viên của ban trị sự có nhiệm tâm công ích. Chính vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị để quý vị chúng ta thấy được đây là những gương mặt của ban trị sự chúng tôi đã đóng góp là tự phát cho hôm nay ngôi chùa Vĩnh Trường Minh, đặc biệt là thần vật hộ miếu như quý vị đã thấy đã được khang trang. Kính thưa quý vị, đây là tất cả thành viên của ban trị sự Thanh Hoàng Hậu Miếu chùa Vĩnh Triều Minh Bạc Liêu xin được ra mắt, gửi đến quý vị một lời chào để cảm ơn. Xin mời gật đầu chào tất cả quý vị. Cảm ơn toàn thể quý vị, và mời tất cả quý vị chúng ta hãy nâng ly lên để chúc cho ban trị sự chúng tôi ngày càng tốt việc thuận lợi mạnh khỏe để phục vụ cho chùa được tốt đẹp. Xin mời nâng ly ạ. 1, 2, 3.
xin cảm ơn. Và bây giờ mời ban trị sự chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến bàn tiệc để chúng ta bắt tay và cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để chúng ta tham dự buổi lễ. Xin được mời. Tiếp theo mời tất cả quý vị chúng ta cùng chào đón ban trị sự của chúng tôi đến bàn để cùng nâng ly và gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Trên sân khấu mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếp tục là chương trình văn nghệ. Và bây giờ vũ đoàn TTP sẽ trở lại để gửi đến quý vị một điệu búa mừng ngày hội. Và bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng dùng tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ. Sau đây là điệu múa do nhóm vũ đoàn TTP thực hiện. Một tràng vỗ tay cho vũ đoàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như là bước sóng suốt thời thời còn chưa giáo lý đi vào mình một si mê rất chú chúng sai người thầy lòng đang lên như để dành người ăn nước nhưng người đồng lòng đến mưa yêu thương mọi loài từ vì anh đã ta muốn là bài hát Tình Nghi Nữ Nhạc Hoang có phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Tâm. Yeah.
đây xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Kim Tân rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của bé Tạ Nguyễn Như Ý sẽ gửi đến quý vị qua bài hát Đứa Bé. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
tươi nắng tươi nhiều quá. Thiết kỳ hướng nào về đâu? Chương trình văn nghệ phục vụ cho buổi lễ hôm nay cũng đã tốt đẹp rồi. Ngay giờ này là phần giao lưu đến với tất cả những vị khách quý. Và bây giờ chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị ngay giờ này là những vị khách rất là chân tình là có mặt ở đây để chúng ta chúc mừng cho ngày lễ thánh đản của Thành Hoàng, đặc biệt là kỷ niệm 130 năm và đã trùng tu tốt đẹp cổ miếu. Bây giờ thì trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều và những người chú, cô, anh, chị và những người bạn chân tình. Bây giờ tất cả vì chúng ta sẽ bắt đầu vui vẻ với nhau để chúng ta tạo một sự đoàn kết. Kính thưa quý vị, chúng ta có giao lưu với nhau, tạo lời ca tiếng hát, chúng ta sẽ gắn kết tình anh em chặt chẽ với nhau để chúng ta là sức mạnh của quý vị. Người ta nói chỉ có đoàn kết mới là sức mạnh. Bây giờ thì thấy ở bàn này có anh Tuấn, biết anh có lên hát thôi được không? Hát bài đi anh. Hay là anh Hiệp? Anh Hiệp bắt cỡ Hiệp. À, kính thưa quý vị, theo sự yêu cầu thì không ai khác, giờ này là phải có một vị, phải nói là đam mê văn nghệ rất là tuyệt vời, đó không ai khác là chú Văn Hiền. Giờ ngay giờ này là quý vị thấy là nãy giờ chú rất là bận rộn, mà đặc biệt là nãy Tiên Bình có nói gì trong cái phần lễ này, chú đóng góp rất là nhiều, không phải chú mà cả gia đình luôn, con dâu rồi tất cả thành phần gia đình rất là nhiệt tình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cho chú một tràng vỗ tay để mừng chú hôm nay đã hoàn thành được cái ý nguyện của mình để lo cho bổn miếu. Rồi một tràng vỗ tay nằm chuyện cái gì đây? Cái này là mình đã hoàn thành rồi, bây giờ là mình mừng đó chị. Mình dùng mình hát, tương đó là hát mừng mà cái gì? Cũng xin cảm ơn ngay tất cả quý vân khách ngày hôm nay đã đến dự đông đủ như vậy để cho cái bổn miếu đó là tổ chức cái buổi lễ thành công tốt đẹp như vậy, cũng nhờ cái sự nhiệt tình của quý vân khách. Và đồng thời đó thì mong ngày chỉ đóng góp một phần nhỏ nhỏ thôi, trong đó là chú tôn mới là lớn nha, chú tôn lưới mới là lớn. Tại trong đó thì cũng có anh Phi và anh Công và tất cả những anh em nhân dân đều ít nhiều gì đó cũng có đóng góp cho cái bộ miếu này. Thì thôi bây giờ cái gì đó cũng như mình nói đó, cái gì làm được thì cứ làm trong cái cuộc nhân sinh, làm được cái gì thì cái gì được cứ làm, chứ không có gì hết nha. Tóm tắt là vậy thôi. Giờ dân nhìn xin về một ca phút câu chuyện đầu năm, chứ không biết ca vẫn gì thôi, ca vẫn đó đi nha, cho nó có ý nghĩa đi xíu nha. Mà tôi cho karaoke lên dùm câu chuyện đầu năm của Nhân Trường. Sau đó là mời chú Trà lên nha, chú Trà lên xin ca lên cơ thủ nha.
sáng nay kính chúc quý khách đến buổi lễ chùa được ngon miệng và kính chúc quý khách. Rất tuyệt vời quý vị ơi, có lẽ vì cũng biết thì giống như phát chưa cái đứa bì thì hồi nãy chị nói giống như Tiên Bình cũng nói một cây làm chẳng nên lo, đúng không quý vị? Một cây chân hiền cũng không làm được gì, phải có tất cả anh em ban trị sự. Hồi nãy quý vị đã thấy đó, đã có 7 thành viên rồi, không ngần năm tới mình sẽ có được thêm nhiều thành viên vô để có nghĩa là chúng ta cùng góp sức cho cái bộ miếu được tốt đẹp. Thì bây giờ Trịch ở đây thì mình biết là Trịch thích hát ca cổ đó. Bây giờ Trịch hát một bài song ca cổ với nghệ sĩ của ban nhạc chúng tôi, một bài gì đó chợ mới hay là cung đàn gì đó mới gì đó nên nó hay, rồi cho chúng ta tạo cho quê hương Bạc Liêu là một cái nôi đờn ca tài tử, nó phải có, đó mới gọi là Bạc Liêu. Ok, thì giờ theo lời yêu cầu của MC Thiên Đình thì vấn đề cũng không thể nào cứu từ được. Thì thôi cho mời em ca sĩ, mời em ca sĩ lên rồi để mình trao đổi cái bài ca, cái khúc nào mà ca cái thức kia. Vâng ạ, và để liên tục chương trình thể sự yêu cầu thì Kim Tân và Ngân Hiền sẽ cùng xông ra một bài tân cổ được mang tên Cung Đàn Mới, và quý vị cùng thưởng thức. Và bữa nay nói chung mọi người cũng biết vui khi tổ chức cái buổi tiệc này mà thành công tốt đẹp vậy, mọi người cũng cố gắng ra. Dân tư đẹp đẹp chúng đơn sống ơi, không, 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 lên chẳng đó nghe. Chính ta nhau tông cánh, bay cao cái trào mùa xuân, mùa xuân vui khắp chân làng, mùa xuân vui khắp chân làng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếng nhạc đàn
Cảm ơn anh Tuấn nha.
quân bay là chàng tiếng tổng âm nhạc. Oh,